Cô Nguyễn Mát mến chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với Mỹ thuật lớp 1, chủ đề 7, Con vật em yêu, tiết 2, Con vật trong thiên nhiên. Đến với bài học này, các em cần chuẩn bị một số đồ dùng như sau: sách giáo khoa mỹ thuật lớp 1, vở tập vẽ, giấy vẽ, màu vẽ, bút chì, kéo, hồ dán, giấy màu thủ công. Nào, cô trò mình cùng bước vào phần khởi động. Các em hãy suy nghĩ và trả lời cô một số câu đố sau. Câu đố thứ nhất: bốn chân như bốn cột nhà, hai tay ve vẩy như là quạt nan, hai ngà thì trắng phau phau, vòi dài vắt vẻo trên đầu, trong rừng thích sống với nhau từng đàn, đố các em đó là con gì? À đúng rồi, đó là con voi đấy các em ạ. Câu đố thứ hai: con gì lông vằn mắt xanh, dáng đi uyển chuyển nhe lanh tìm mồi, thỏ lai gặp phải hỡi ôi, muôn thú khiếp sợ tôn ngôi chúa rừng, đố các con đó là con gì? À đúng rồi, đó là con hổ. Và các con hãy suy nghĩ trả lời cô câu đố thứ ba: con gì cổ dài, ăn lá trên cao, da lốm đốm sao, sống trên đồng cỏ, đố các con đó là con gì? Câu trả lời của cô là con hươu cao cổ. Và chúng ta bước sang câu đố thứ tư: con gì đuôi ngắn tai dài, mắt hồng lông mượt có tài chạy nhanh, đố các con đó là con gì? Đúng rồi, tốt lắm, đó là con thỏ. Vậy qua quan sát hình ảnh, các con thấy các con vật trên thường sống ở đâu? Đúng rồi, đó là các con vật thường sống ở trong thiên nhiên. Đây cũng là nội dung chính mà cô muốn giới thiệu đến các con ngày hôm nay. Cô trò mình cùng bước vào chủ đề 7, Con vật em yêu, tiết 2, Con vật trong thiên nhiên. Đối với bài học này, các em cần đạt được một số yêu cầu như sau. Thứ nhất, nhận biết được một số đặc điểm, hình dáng con vật trong thiên nhiên. Thứ hai, biết cách cắt dán, tạo hình con vật em yêu thích. Thứ ba, biết yêu thương, bảo vệ động vật và bảo vệ môi trường. Và thứ tư là biết giới thiệu và lưu được sản phẩm của mình và của bạn. Nào, bây giờ chúng ta bước vào hoạt động 1, khám phá. Em hãy quan sát những con vật trong thiên nhiên và lần lượt trả lời câu hỏi của cô. Em hãy kể tên những con vật có ở trên. Những con vật trên thường sống ở đâu? Ngoài những con vật trên trong thiên nhiên, em còn biết đến những con vật nào khác? Những con vật trên có đặc điểm gì giống và khác nhau? Các bộ phận của con vật có hình dạng cơ bản nào? Qua quan sát, cô thấy có con hổ, con voi, con chim cánh cụt và con hươu cao cổ. Những con vật trên thường sống trong môi trường tự nhiên như rừng. Tuy nhiên, chim cánh cụt thì thường sống ở lam bán cầu, chúng thích nghi với môi trường nước. Chim cánh cụt có bộ lông màu tương phản, gồm các mảng màu sáng tối rõ ràng và chân mái chèo để bơi nội. Ngoài những con vật trên trong tự nhiên còn có rất nhiều con vật khác như con khỉ, con báo, con sóc, con thỏ. Và còn có rất nhiều các động vật khác nữa. Những con vật trên đều giống nhau là chúng có sống ở trong môi trường tự nhiên. Chúng khác nhau về đặc điểm, hình dáng, màu sắc và khác nhau về hoạt động. Các bộ phận của con vật thì thường thường có những hình dạng cơ bản như hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật. Ví dụ như chú gấu chẳng hạn, thì đầu có dạng hình tròn, tai có dạng hình tròn, chân có dạng hình chữ nhật đứng, còn thân lại có hình chữ nhật nằm ngang, và mũi thì có dạng hình tam giác. Hay đối với con hươu thì đầu có dạng hình bầu dục, thân có dạng hình chữ nhật nằm ngang, cổ hình chữ nhật đứng, chân thì hình chữ nhật đứng, mắt hình tròn, mũi hình tam giác và tai hình bầu dục đấy các em ạ. Khi quan sát các con vật trong thiên nhiên, các em cần chú ý đặc điểm của một số loài động vật. Ví dụ như các con vật hươu, nai, ngựa, dê cơ bản giống nhau ở chân dài, mình thon, đầu hẹp như hình chữ nhật nằm ngang. Nhưng khác nhau ở hươu là có cặp sừng nhánh, dê có cặp sừng nhọn dựng thẳng, còn ngựa có cái bờm. Hay là đầu các con vật như sư tử, hổ, báo, mèo về cơ bản giống nhau, như tai của sư tử, báo có dạng hình tròn, còn tai mèo là có dạng hình tam giác nhọn lên, mũi sư tử to hơn mũi mèo. Như vậy có thể thấy mỗi một con vật có một đặc điểm hình dáng khác nhau. Giờ để các con có thể hiểu được hơn những con vật trong sản phẩm thủ công như thế nào, cô trò mình cùng quan sát một số sản phẩm sau.
Em nhìn thấy những hình ảnh gì? Những con vật trên được tạo bởi những chất liệu gì? Các sản phẩm có đặc điểm gì giống và khác nhau? Em hãy nhận xét về hình và màu sắc của các con vật trong thiên nhiên với các con vật trong sản phẩm thủ công. Qua quan sát, ta thấy có con voi, con khỉ, con yêu cao cổ, ngựa vằn. Những con vật trên đều được làm bằng bìa giấy và các sản phẩm trên cô thấy giống nhau là đều nói về các con vật trong thiên nhiên. Chúng khác nhau về màu sắc và hình dáng, về đặc điểm. Các em ạ, những con vật trong thiên nhiên, hình dáng, màu sắc sống động, chân thật. Còn những con vật trong sản phẩm thủ công, các bạn chỉ thể hiện màu sắc theo ý thích với rất nhiều màu sắc sặc sỡ. Giờ chúng mình cùng quan sát một số sản phẩm mỹ thuật kết hợp trên giấy. Em hãy kể tên các con vật, hình và màu có ở những con vật trong sản phẩm thủ công. Qua quan sát, ta thấy có các con như chim cánh cụt, ếch, bộ cánh cam và con cừu. Và những con vật trên đều có nhiều màu sắc như màu đỏ, màu vàng, màu cam, màu xanh, màu trắng, màu đen và nhiều màu sắc khác nữa. Vậy từ những sản phẩm kết hợp thủ công và vẽ trên giấy, có thể vẽ rất nhiều con vật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Và giờ để các con có thể thể hiện một trong những con vật trong thiên nhiên mà các con yêu thích, cô và các con cùng chuyển sang hoạt động 2, kiến tạo kiến thức kỹ năng. Các bước thực hiện như sau. Bước 1, cắt tạo hình các bộ phận. Bước 2, dán ghép và thêm chi tiết. Và để rõ hơn, mời các con quan sát video cô hướng dẫn sau. Vậy là các con đã nắm rất rõ các bước thực hiện qua video của cô hướng dẫn đúng không nào? Và bây giờ cô trò mình cùng chuyển sang hoạt động 3, luyện tập sáng tạo. Các con hãy thực hiện các bước cắt dán thủ công 2D để tạo con vật trong thiên nhiên mà các em yêu thích. Và để có nhiều ý tưởng cho bài làm của mình, mời các con quan sát một số sản phẩm tham khảo sau. Các con đã quan sát một số ý tưởng tham khảo. Cô tin chắc rằng là sau cái bài học hôm nay là các con sẽ sáng tác rất là nhiều bức tranh về thủ công sáng tạo như thế này. Và khi thực hiện xong thì các con nhớ chia sẻ với người thân, với bạn bè. Theo tiêu chí đánh giá gợi ý sau của cô, thứ nhất về hình ảnh, thứ hai về màu sắc. Em tạo hình con vật gì? Con vật đó được tạo bởi chất liệu gì? Em thể hiện những màu sắc gì cho con vật của mình? Em hãy mô tả đặc điểm, hình dáng và màu sắc của con vật trong sản phẩm. Để thực hiện sản phẩm đó, em phải làm những gì? Các con ạ, thông qua tiết học này, cô mong rằng chúng ta luôn luôn yêu thiên nhiên, giữ gìn bảo vệ động vật cũng như bảo vệ chính cuộc sống môi trường của chúng ta. Sau tiết học này, cô và các con chuẩn bị một số đồ dùng cho những tiết học tiếp theo như vật liệu tìm được, kéo, hồ dán. Bài dạy của cô đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những chương trình tiếp theo. Hãy nhớ ấn like, chia sẻ và ủng hộ kênh của cô Nguyễn Mát nhé. Mến chào các em.